Xin chào, mình là Thanh Huyền. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Hôm nay, công ty luật sẽ thông tin đến các bạn chính sách thanh toán tiền sử dụng đất còn ghi nợ theo quy định mới nhất. Theo quy định tại Nghị định 79/2019, đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì sẽ thực hiện như sau. 1. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2016. Trong trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Cần lưu ý rằng, quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 trở về sau, thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Như vậy, để đảm bảo việc thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận, các bạn cần lưu ý kiểm tra trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất hay không. Trong trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa nộp ngân sách nhà nước, thì các bạn nhanh chóng liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách này trước ngày 28 tháng 2 năm 2021. 2. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019. Hộ gia đình, cá nhân tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền trên giấy chứng nhận đã được xác định trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Nội dung video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và theo dõi kênh của công ty luật để cập nhật các thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bạn phải thay đổi bản hiệu do vi phạm thương hiệu. Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cs.vn.